Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 16 tháng 1 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Thời điểm sát Tết nguyên đáng, giá lợn hơi thường có xu hướng tăng. Tuy nhiên, năm nay, thị trường lợn hơi vẫn trầm lắng do tình hình thu nhập của nhiều người dân vẫn chưa cải thiện. Bên cạnh đó, Xu hướng đa dạng hóa các sản phẩm thịt khác như da cầm, thủy sản cũng đang ảnh hưởng đến sức cầu mặt hàng này. Theo nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi Nguyễn Văn Trọng, nhu cầu thời điểm cận Tết năm nay chỉ tăng khoảng 5 đến 10%, thấp hơn so với mức khoảng 15% của các năm. Dự báo về giá lợn hơi trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Trọng cho biết, giá lợn hơi có tăng nhưng chỉ nhích lên một chút, không tăng mạnh như cùng thời điểm của mọi năm. Với tình hình hiện nay, giá khó đạt 60.000 đồng một kg. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguồn cung khó có thể xảy ra do hoạt động chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Với tỷ lệ đàn lợn hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ của thị trường từ nay đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, giá heo hơi của công ty chăn nuôi 11 Pi Việt Nam đã được điều chỉnh lên đến 55.000 đồng 1 kg tại miền Bắc và 52.000 đồng 1 kg tại miền Nam. Dự báo giá heo hơi sẽ còn điều chỉnh theo xu hướng tăng khi nhu cầu tiêu thụ cao hơn vào thời điểm gần Tết. Tín hiệu đáng ngại hiện nay là giá heo Trung Quốc lại đang xuống thấp, bình quân đang ở mức 46.900 đồng 1 kg và giá heo tại Thái Lan, Campuchia cũng chỉ khoảng 40.000 đồng 1 kg, gây áp lực cho thị trường nội địa nếu không kiểm soát được tình hình nhập heo lậu qua biên giới. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc. Bắc Giang đạt mức giá 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg, Yên Bái 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg, Lào Cai 52.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg, Nam Định 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 53.000 đồng 1 kg, Phú Thọ 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg, Thái Bình 53.000 đồng 1 kg, Hà Nam 52.000 đồng 1 kg.

Hòa Bình đạt mức giá 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, Thanh Hóa 51.000 đồng 1 kg, Nghệ An 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 51.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 50.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 50.000 đồng 1 kg, Huế 50.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Bình Định 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 50.000 đồng 1 kg, Bình Thuận 48.000 đến 49.000 đồng 1 kg, Đắk Lắk 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg, Gia Lai 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg, Ninh Thuận 49.000 đồng 1 kg, Côn Tùng 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam Bình Phước 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Bình Dương 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Tây Ninh 50.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Long An 51.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 50.000 đồng 1 kg, An Giang 50.000 đồng 1 kg.

Sóc Trăng có mức giá 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Cà Mau có mức giá là 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg.